Bao giờ thì dì mổ hả mẹ? Chờ tiền thôi, hai cái sứt tén cũng hết 70. Mà đấy là con được bảo hiểm, vay mượn khắp nơi mà vẫn thiếu 20. Con xem có vay mượn được bạn bè ở đâu giúp gì ấy. Vâng, để con xem thế nào nhá. Dì ấy cũng yếu, cũng phải tầm bổ thêm mới tiến hành mổ được. Vâng ạ. Nhà nghèo, lại mặc bệnh nhà giàu, đến là khổ. Con chào mẹ. Chị, có phải em nghĩ là anh Phong yêu ái em, cho nên em thích đi thì đi, không thích đi ở nhà đúng không? Em chỉ xin phép anh ý, nếu có thể, cho phép em không tham gia. Thế nào là chỉ, và thế nào là có thể? Em học ở đâu cái kiểu nói chuyện với lãnh đạo nước đôi như thế? Thật sự là em có việc bận, em không thể tham gia được. Bây giờ Liên chồng bị tai nạn, ok ở nhà. Còn em có việc gì nào? Em không biết điều một tí nào cả. Thứ nhất, em là nhân viên mới. Thứ hai, đây là kế hoạch đã được định sẵn. Chị và tất cả mọi người trong phòng cũng phải sắp xếp để đi. Tại sao lại giao một mình em như thế? Chị ơi, thế chị không đi được, có nghĩa là cả phòng mình cũng không được đi ạ? Em hỏi khổ chủ ấy. Chị cũng chán cái cách làm việc vô tổ chức của em lắm rồi đấy. Cô vô duyên vừa vừa thôi chứ. Cô bận cái gì? Bây giờ vì cô mà cả phòng không được đi chơi à?